Mang nét đẹp thanh lịch dịu dàng của những quý cô nước Anh thì Melia ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến cho tất cả các chị yêu của em một trong những thiết kế maxi và sẽ là dòng sản phẩm váy chủ đạo trong bộ sưu tập xuân hè 2022 của thời trang Melia các chị em nhé. Với bạn đầm lần này thì sẽ sử dụng chất liệu vải chiffon Hàn Quốc. Đây là dòng chất liệu vải mới và Trang mong rằng là các chị hãy trải nghiệm một lần chiffon trong đời, bởi vì dòng chất liệu vải chiffon thì bên cạnh một form dáng váy đẹp thì chiffon còn mang lại cho chúng ta được sự dễ chịu, thoải mái và một form đầm rất là bay như thế này đây. Và các chị em ơi, với form đầm này của chúng ta thì sẽ có hai lớp nên là mình hãy cứ yên tâm về tính thanh lịch của dòng sản phẩm này nhé. Thậm chí là mình có thể mặc đi làm, bên cạnh việc là chúng ta sẽ sở hữu những form đầm maxi để mình mặc đi du lịch hay là đi tới những miền đất hứa, đúng không nào? Và form đầm của chúng ta sẽ là form đầm tay chuông, giúp che đi toàn bộ mọi khuyết điểm phần bắp tay. Điểm nhấn của mẫu đầm này có lẽ đấy chính là một phần thiết kế cổ buộc nơ rất là xinh và rất là điệu đà, để nó làm cho chiếc đầm maxi của chúng ta thêm độ uyển chuyển, ựa thước tha và yểu điệu, đúng không nào? Và với form đầm này thì Melia sử dụng họa tiết chủ đạo sẽ là họa tiết hoa, cực kỳ là đẹp luôn. Các chị có công nhận với em Trang một điều rằng khi mà chúng ta diện lên mình những chiếc đầm hoa thì bao giờ trong thần thái của mình cũng sẽ trẻ trung hơn, tươi mới hơn, đúng không ạ? Một tông màu đỏ đô sẽ mang đến cho chúng ta được một hiệu ứng tôn da một cách tuyệt vời luôn. Điểm đặt eo ở một vị trí rất là lý tưởng, và ở dưới thì chúng ta sẽ sở hữu được một phần váy rất là dài, xếp tầng đuôi cá nhẹ nhàng để nó có thể che sạch đi toàn bộ mọi khuyết điểm, phần hông đùi chưa có thon gọn của các chị em. Nói chung một chiếc đầm maxi nó sẽ luôn luôn là điều mà tất cả các chị em chúng ta đều đang đi tìm kiếm, và hiện tại thì đây sẽ trở thành bestseller của Melia trong thời gian sắp tới. Nếu như mà chúng ta đang cảm thấy yêu mến và muốn sở hữu dòng maxi vô cùng cao cấp này thì các chị em có thể dành chút thời gian của mình để ghé thăm tất cả các hệ thống showroom của Melia trên toàn quốc nhé. Hoặc nếu như không thì chúng ta có thể tham gia vào một chính sách mua hàng online rất ưu đãi. Em Trang sẽ miễn phí ship toàn quốc và đặc biệt là cho các chị yêu của em kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha.